Thưa quý vị, thưa các bạn, để có được những kết quả rõ nét trong cuộc chiến chống thuốc lá lậu, việc đó không chỉ là sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, mà còn cần có những quy định chế tài xử lý nghiêm, tạo sự răn đe đối với hành vi buôn lậu và tiêu thụ thuốc lá nhập lậu. Trên thực tế, hiện nay đang có nhiều văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn chồng chéo và chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn cho việc xử lý cùng quy định xử lý hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, gây lúng túng cho cơ quan quản lý khi áp dụng. Trong khi lợi nhuận từ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu rất hấp dẫn, thì các chế tài xử lý đang còn chồng chéo, bất cập, gây khó cho việc xử lý hình sự các đối tượng buôn lậu. Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 183/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định kinh doanh, nhập lậu, vận chuyển trái phép từ 500 bao thuốc lá trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, khi chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan tiến hành tố tụng thì lại bị vướng tại khoản 2 điều 7 thông tư liên tịch số 36/2012 của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quy định số lượng từ 1.500 bao đến dưới 4.500 bao mới là số lượng lớn nên không truy cứu trách nhiệm hình sự được. Còn theo luật đầu tư năm 2014, một số ý kiến cho rằng việc đưa kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị chuyên dùng ngành thuốc lá là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thuốc lá nhập lậu không được coi là hàng cấm. Theo quy định của luật thương mại 2005 và nghị định 43/2009/NĐ-CP mà chỉ là hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện nên không có cơ sở điều tra, khởi tố, xét xử về tội buôn bán hàng cấm theo Bộ luật hình sự. Qua theo dõi thì cũng có hiện tượng là cái số lượng mà có nhiều vận chuyển thuốc lá nhiều nó có cái xu hướng là tăng, nó tăng. Tại vì các cái trường hợp là khi qua kiểm tra bắt giữ xử lý không xử lý được chính ngay, ví dụ như lực quản lý thị trường chúng tôi mà khi mà kiểm tra bắt giữ là giữ cả phương tiện là vận chuyển đó, vậy nè. Khi quá trình xử lý thì công an gửi hồ sơ qua công an nói không có xử lý hình sự được, giờ chờ. Như vậy thì đối với các phương tiện mà xe 4 bánh, kể cả xe 2 bánh mà đang tạm giữ, thì nếu lực lượng là tiếp tục mà tạm giữ nữa thì tạm giữ cái ngày thứ 61 đã đi là vi phạm. Thực tiễn cho thấy tại một số địa phương đã có việc nhận thức và áp dụng luật pháp không thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Cụ thể, như cơ quan điều tra và viện kiểm soát đều thống nhất quan điểm cho rằng hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo và thuốc lá ngoại nhập lậu không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thương mại năm 2005, cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đầu tư năm 2014, nên vẫn tiến hành xem xét xử lý hình sự đối với những đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo và thuốc lá ngoại nhập lậu nếu đủ số lượng từ 500 bao trở lên theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, thì việc xử lý hình sự áp dụng khung tình tiết tăng nặng, hàng phạm pháp có số lượng lớn, đặc biệt lớn lại chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Lợi dụng tình hình không xử lý hình sự này nè, thì gần đây là thuốc lá nó buôn lậu rất là lớn, mà quy định thì nó chồng chéo như thế. Tới nay thì theo tôi biết thì Viện Kiểm sát Dân tối cao cũng đã có một cái kiến nghị với lại Ủy ban Tư pháp để mà sửa mấy cái thống nhất mấy cái này lại sửa theo cái điều luật mới để hoặc là cho cái hướng là theo số lượng chứ không phải là theo định giá để xử cho hình sự cho nó dễ là mới chống được. Một bên nhà nước thì quản lý hành chính, quản lý nhà nước thì bảo chấm, còn bên chống quyết liệt, còn bên làm luật thì quy định nó quá cứng đi, thành ra xử không được. Mà về nguyên tắc bỏ tù người phạm tội là phải đi theo hiến pháp và pháp luật chứ không có khác. Mà bây giờ nếu sửa thì không ai khác ngoài Ủy ban Thường vụ Quốc hội với lại là Quốc hội. Năm 2016 chỉ riêng lực lượng quản lý thị trường, các tỉnh đã thu được gần 10 triệu bao thuốc lá các loại. Lợi nhuận quá lớn từ việc kinh doanh thuốc lá lậu đã khiến không ít đối tượng bất chấp pháp luật. Chưa kể việc xử lý hình sự đối với hành vi buôn lậu thuốc lá hầu như không thể thực hiện, vì trên thực tế không có căn cứ định giá thuốc lá lậu. Nếu thực hiện định giá thì thủ tục phức tạp và mất thời gian. Chúng tôi kiến nghị chính phủ cần nghiên cứu và sửa đổi cái bộ luật hình sự 100. Trong đó thì cụ thể liên quan đến thuốc lá là chúng ta không quy định về giá trị mà quy định bằng số lượng thực tế. Nếu như vận chuyển, tàng trữ, buôn bán từ 500 bao thuốc lá lậu trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp làm việc với các ban, ngành, cơ quan chức năng có liên quan để sớm trình Quốc hội sửa đổi bộ luật hình sự theo hướng bổ sung thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu vào nhóm hàng hóa phạm pháp quy định tại khoản 1, điều 190 và 191 Bộ Luật Hình sự. Cùng với đó, không áp dụng giá trị hàng phạm pháp tối thiểu làm căn cứ để định tội và định khung đối với các tội danh liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu mà xử lý hình sự đối với các hành vi kể trên dựa trên cơ sở số lượng từ 500 bao trở lên, thống nhất với quy định tại Nghị định 124/2015 NĐ-CP và Chỉ thị 30/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ.